Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội thảo phát triển và nâng cao chất lượng giống cây Macca. Lâm Hà đối phó dịch bệnh trên đàn heo. Lễ ra quân tháng thanh niên và ngày chủ nhật xanh. Trồng ớt Hàn Quốc giúp người dân nâng cao thu nhập. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Liên Hiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, 2 tháng 3, tại huyện Đơn Dương, Hiệp hội Macca Việt Nam đã tổ chức hội thảo phát triển và nâng cao chất lượng giống cây Macca. Tham dự hội nghị có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các nhà khoa học quốc tế, doanh nghiệp, các nông hộ quan tâm đến cây Macca trên địa bàn cả nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng, sản lượng, giảm giá thành cây giống Macca, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh, tổ chức sản xuất vườn ươm giống Macca hiệu quả, tìm cơ hội hợp tác chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, đồng thời đưa ra biện pháp giúp Hiệp hội Macca Việt Nam tham gia quản lý chất lượng, dự báo sản lượng cây giống, đưa ra giá bán và chủng loại giống phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm. Hội thảo cũng đã đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có chính sách hỗ trợ sản xuất cây giống và các giải pháp quản lý chặt chẽ hơn nhằm hạn chế sự lan tràn các loại cây giống Macca kém chất lượng. Trước đó, Hiệp hội Macca Việt Nam cũng đã tổ chức cho các đại biểu đi thăm vườn Macca rộng 8.000 m² đang cho thu hoạch 1,2 tấn mỗi năm của ông Trịnh Xuân Danh ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và thăm vườn ươm cây giống Macca của công ty Him Lam Macca tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Vườn ươm này rộng 10 hectare, mỗi năm xuất vườn khoảng 250.000 cây Macca giống chất lượng cao. Tại các mô hình đến thăm các doanh nghiệp và nông dân đã được các chuyên gia lĩnh vực Macca trong và ngoài nước giải đáp các thắc mắc về chế độ dinh dưỡng, quy trình canh tác, cách lựa chọn giống nhằm đảm bảo hiệu quả canh tác Macca cao hơn. Mục tiêu của Hiệp hội Macca Việt Nam là mỗi năm Việt Nam sẽ trồng mới trên 3 triệu cây. Nhiều nông dân và doanh nghiệp ở những nơi thích hợp đang mong muốn tăng trưởng diện tích trồng cây Macca vì những lợi ích về kinh tế. Tuy nhiên, giống Macca có chất lượng tốt đang thiếu, vì vậy cần có các giải pháp phát triển các vườn ươm cây giống Macca đạt chuẩn. Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp và nông dân đã cùng nhau chia sẻ kiến thức kinh nghiệm về sự phát triển bền vững của cây Macca ở Việt Nam. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt những đợt nắng nóng gay gắt từ đầu năm, nên theo dự báo trong niên vụ mùa khô này sẽ có gần 1.500 hectare cây trồng các loại gồm lúa, hoa màu và các cây công nghiệp, cây dài ngày của huyện Đạ Tẻ sẽ bị ảnh hưởng do hạn hán. Theo đó, diện tích được dự báo sẽ bị ảnh hưởng do hạn hán trong mùa khô này bao gồm gần 450 hectare diện tích cây trồng lúa và hoa màu. Trong đó, khu vực thị trấn Đạ Tẻ có gần 250 hectare, xã An Nhân trên 110 hectare, Triều Hải 50 hectare. Ngoài ra, khoảng 1.000 hectare cây trồng khác chủ yếu là diện tích chè, cà phê tại địa bàn Tôn Ca Long, xã Đạ Ban, Quốc Oai và xã Đạ Lây bị ảnh hưởng do thiếu nước. Chính vì vậy, để chủ động trong công tác chống hạn, trước đó huyện Đạ Tẻ đã tăng cường nhiều giải pháp, đặc biệt chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra các công trình hồ đập, đảm bảo việc điều tiết nước, chủ động cung cấp nguồn nước cho cây trồng. Song song đó, hướng dẫn các xã thị trấn xây dựng các phương án chống hạn, nạo vét hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi, tuyên truyền người dân chủ động tích trữ nguồn nước tại các ao hồ của gia đình để chủ động nguồn nước tưới cho mùa khô. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng kế hoạch điều tiết nước phục vụ sản xuất theo đúng lịch, sử dụng nước trên nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, rà soát các diện tích có nguy cơ cao về hạn hán để có kế hoạch sản xuất phù hợp, huy động máy bơm, sức dân, tập trung trong công tác chống hạn. Quý vị và các bạn thân mến, gần một tháng nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà, nhất là khu vực các xã thị trấn như Nam Bang, Gia Lâm, Đồng Thành, xuất hiện tình trạng heo nghi lở mồm long móng với số lượng lớn. Trước tình trạng này, người dân vô cùng hoang mang và lo lắng, dẫn đến việc giấu dịch bán chạy đàn heo, bị tiểu thương ép giá. Mặt khác, người dân còn tự xử lý heo chết, dẫn đến tình trạng bệnh ngày càng lây lan mạnh hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình ông Tạ Đức Chung ở xã Gia Lâm đang nuôi 80 con heo. Qua quan sát gần 10 ngày nay, đàn heo của gia đình ông có 4 con heo nái và 10 con heo thịt, có triệu chứng của bệnh lở mồm long móng. Là bác sĩ thú y của xã Gia Lâm, với kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi heo, ông Dung đã chủ động cách ly và tiêm phòng vaccine để tiếp tục theo dõi diễn biến của đàn heo. Nếu heo chết, sẽ tiêu hủy theo đúng quy định. Chúng ta là người chăn nuôi, thì phải bảo đảm cái an toàn sinh học, cách ly với lại môi trường xung quanh. Cái thứ hai là phòng chống an toàn sinh học, phun xịt khử trùng tiêu độc theo cái lịch định kỳ. Cái thứ ba là ta phải tiêm phòng đầy đủ vaccine theo lứa tuổi.
Mặc dù nhà nước hỗ trợ hay không hỗ trợ nhưng mà chúng ta phải tiêm. Cái thứ hai, dịch bệnh chúng ta phải chịu trách nhiệm với gia đình chúng ta và xã hội. Và cái sản phẩm chúng ta chăn nuôi ra phải là thực phẩm an toàn sinh học, an toàn thực phẩm. Nếu vi phạm chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo ghi nhận tại xã Gia Lâm, hồi đầu tiên có heo mắc bệnh lở mồm long móng được phát hiện trước Tết Nguyên Đán. Và đến nay đã có 17 hộ báo cáo có heo chết, nghi là bệnh lở mồm long móng. Nhiều hộ nuôi heo khá hoang mang, nên khi thấy heo có dấu hiệu bệnh là tiến hành bán chạy đàn heo, bị tiểu thương ép giá, bán với giá rẻ gần một nửa. Trước sự việc trên, xã Gia Lâm đã báo cáo Trung tâm Nông nghiệp huyện Lâm Hà và được hỗ trợ thuốc cấp cho người dân phun xịt khử trùng nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất trên đàn heo. Thì sau khi phát hiện dịch bệnh lở mồm long móng ở trên địa bàn của cụm xã thị trấn Nam Ban và xã Ông Thanh, thì đối với xã Gia Lâm thì cũng đã phát hiện những cái trường hợp đầu tiên từ những thời gian trước Tết Nguyên Đán. Thế sau khi phát hiện thì đối với Ủy ban nhân xã thì đã chủ động cho giao cho cán bộ phụ trách nông nghiệp rồi cán bộ thú y khuyến nông và phối hợp với lại ban dân các thôn đã chủ động kiểm tra, và sau khi kiểm tra rà soát đối với các hộ đang có cái đàn gia súc trên địa bàn, tôi cũng đã giao cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cũng như là các thôn là rà soát điều tra và có cái tuyên truyền cách phòng dịch rồi cách xử lý nếu đàn gia súc bị bệnh thì cái biện pháp xử lý. Ngoài ra thì đối với trung tâm nông nghiệp thì cũng đã cấp phát cho địa phương là khoảng trên 100 lít thuốc kháng sinh trùng, thì cũng đã tuyên truyền đối với các hộ chăn nuôi là thường xuyên hàng ngày là phải phun xịt khử trùng đối với cái đàn gia súc của mình với đối với các hộ chưa bị nhiễm dịch. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh lây lan do tâm lý chung của người dân khi heo có dấu hiệu bệnh là giấu dịch để bán tháo chuồng. Bởi nếu báo lợn dịch thì phải chờ lấy mẫu xét nghiệm, chờ công bố dịch, tiến hành tiêu hủy v.v. thì người dân mới được hỗ trợ một phần kinh phí. Do đó, khi heo có bệnh, người dân không khai báo mà tự mua thuốc điều trị. Do không có chuyên môn nên bệnh không khỏi, làm mầm bệnh phát tán ra ngoài môi trường, dẫn đến lây lan nhanh. Tôi xin đề xuất cái thứ nhất là nhà nước, là quản lý nhà nước về vấn đề dịch bệnh. Người dân là muốn báo để được hỗ trợ thì không biết được hỗ trợ bao nhiêu. Cái thứ hai là phải công bố dịch mới được hỗ trợ, mà không biết bao giờ được tiền. Thế tuy nhiên là cái giá lợn bây giờ là 50 ngàn. Thế con buôn nó vào nó giả 48, 45, 40, 35, 30, thấp nhất là 28, từ 30 cân trở lên. Mặc dù có tụt móng rồi, ok, bán luôn. Thế thì bán luôn chứ báo dịch làm gì? Thế còn tôi mà chả may có chết 5, 7, 10 con nhỏ thì một là tôi chôn mà không có ai canh thì tôi vứt ra suối. Chứ bây giờ báo thì chả được cái gì, còn bị mang tiếng với hàng xóm năng giềng là thằng ấy chăn nuôi bị dịch bệnh, đúng không ạ? Mà chưa biết có được hỗ trợ hay không. Thế nhưng mà con buôn nó vào cái là giải quyết nhanh là rẻ nhất là 28 ngàn. Và chính vì vậy mà số hộ chưa bị nhưng người ta cũng phải giải quyết nhanh. Ngoài xã Gia Lâm, các địa phương nằm trên trục đường 725 như thị trấn Nam Ban, xã Đông Thanh đều chung tình trạng heo có dấu hiệu bệnh lở mồm long móng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Là hộ chăn nuôi lớn của xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, gia đình ông Trần Phú Trí cũng đang tích cực chăm sóc đàn heo khoảng 250 con. Nếu như trước đây, một tuần gia đình ông chỉ tiến hành phun xịt khử trùng khu vực chăn nuôi 2 lần, thì trong giai đoạn này, công việc này được ông thực hiện từng ngày. Ngoài phun xịt khử trùng, vệ sinh chuồng trại, gia đình ông Trí cũng tiêm các loại vaccine phòng vệ cho đàn heo. Đến nay, số heo của gia đình ông vẫn phát triển sinh trưởng tốt. Thì theo tôi đó là trên cái tình hình dịch bệnh hiện nay là ở trên địa bàn thì vẫn còn rải rác những cái điểm nó nổ ra nhỏ lẻ. Do một phần đó là bà con mình là tuân thủ cái lịch vaccine nó chưa có đúng yêu cầu. Cái thứ hai nữa là có những cái bệnh cơ hội mà mang tính chất là của địa phương mình cũng không xử lý làm vaccine cho tốt. Nên khi lở mồm long móng nó bùng nổ ra, nó ghép với lại những cái bệnh này như là bệnh tụ huyết trùng chẳng hạn, nó làm cho cái con heo nó chết rất nhanh mà bà con không có kịp xử lý, không kịp cứu. Theo tôi là cái biện pháp quan trọng nhất hiện nay là cái biện pháp mà cách ly đảm bảo cái vệ sinh an toàn sinh học của cái khu chăn nuôi. Là đầu tiên là phải là có một cái khu chăn nuôi hết sức là cách ly, hết sức là an toàn đã. Nhì là đến cái công tác vệ sinh phòng dịch bằng vaccine và bằng thuốc sát trùng. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ đạt hiệu quả cao trong chăn nuôi. Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà có khoảng 10 trang trại nuôi heo với 20.000 con.
Trước tình hình bệnh lở mồm long móng diễn biến phức tạp ở các địa phương lân cận, xã Mê Linh cũng đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cho người dân về các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, cũng như các biện pháp xử lý heo bệnh để tránh bị tiểu thương ép giá. Gần đây thì có cái khuyến cáo cũng như là triển khai của các cấp về tình hình dịch bệnh chung ở trên địa bàn và các nơi khác. Hiện tại thì xã Mê Linh cái dịch bệnh chưa có xảy ra. Về trên cơ sở thông tin đó thì xã cũng đã liên hệ với các ngành liên quan rồi chủ động triển khai cho hệ thống khuyến nông, thú y, tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa các dịch bệnh ở nơi khác phát tán vào địa bàn, đảm bảo cho cái việc chăn nuôi cho bà con. Sau khủng hoảng về giá trong một thời gian dài, ngành chăn nuôi bắt đầu phục hồi và tăng đàn khi giá heo lên cao. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh lở mồm long móng bùng phát chưa có dấu hiệu dừng lại như hiện nay, người nuôi heo ở Lâm Hà lại rơi vào tình trạng khôn đốn và lo lắng trước dịch bệnh. Tình hình này cần được các ngành chức năng ở Lâm Hà xử lý khẩn trương và hiệu quả để vừa tránh tình hình lây lan, vừa giảm bớt khó khăn cho người chăn nuôi tái tạo lại đàn heo ở địa phương. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là những tin chính đáng chú ý sau. Lâm Đồng phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức ngay tại lễ khởi động tháng thanh niên năm 2019. Với việc chú trọng đa dạng hóa, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, cũng như chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực này, qua đó tỉnh Lâm Đồng đã giải quyết công ăn việc làm cho trên 11.000 lao động địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.399 cơ sở lưu trú du lịch với trên 20.000 phòng, trong đó có 426 khách sạn từ 1 đến 5 sao, bao gồm 30 khách sạn cao cấp từ 3 đến 5 sao, 35 khu điểm du lịch, trong đó có 13 khu điểm là danh lam thắng cảnh, được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, cùng với hơn 60 điểm tham quan miễn phí tạo nên sự phong phú đa dạng đối với các tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh. Hệ thống lữ hành vận chuyển cũng đang dần hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của du khách với 67 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vận chuyển du lịch, trong đó có 24 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế. Trong thời gian qua, ngành du lịch Lâm Đồng đã phối hợp cùng các trường đào tạo và du lịch trên địa bàn mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ lao động trong toàn ngành. Đến nay có khoảng 11.200 lao động trực tiếp trong ngành du lịch, trong đó có khoảng 77% lao động được qua đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch. Việc đa dạng hóa mở rộng các loại hình du lịch dịch vụ cũng như chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực này đã có phần tạo thu hút du khách đến với địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện năm 2019, sáng nay ngày 3 tháng 3, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên và ngày chủ nhật xanh lần thứ hai. Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên thuộc cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên năm 2019 được khởi động với các chuỗi hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo sân chơi lành mạnh cũng như giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Trong đó chú trọng thực hiện các công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong tháng thanh niên năm 2019, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thể hiện quyết tâm trồng mới 2.000 cây xanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 500 lượt thanh niên, đề xuất 1.200 ý tưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khám chữa bệnh cho 800 người dân, hiến 1.200 đơn vị máu, sửa chữa xây dựng 12 căn nhà nhân ái, xây dựng 5 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đối với lại cái hoạt động này thì chúng tôi có một cái kế hoạch từ sớm và triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh và vận động mỗi đoàn viên thanh niên thì đều phải nâng cao ý thức của mình và có những cái công trình, có những cái phần việc cụ thể, có những cái ngày công cụ thể để tham gia đóng góp cùng với cộng đồng. Đối với hoạt động ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đi một thông điệp đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên cũng như mỗi người dân, đó là mỗi một người dân và đoàn viên thanh niên đều có thể chung tay đóng góp sức của mình, góp phần để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu và từ đó thì góp phần để xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới để cùng với lại quê hương Lâm Đồng ngày một giàu đẹp văn minh. Mở đầu cho chuỗi hoạt động tháng thanh niên, ngay sau lễ ra quân, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã tiến hành thu gom, xử lý rác thải,
quanh khu vực suối Cam Ly cùng các khu dân cư và trồng mới trên 300 cây mai anh đào dọc bờ suối. Thông qua hoạt động này, mỗi đoàn viên thanh niên mong muốn lan tỏa ý thức tự giác, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan cho thành phố Đà Lạt thêm xanh, sạch, đẹp hơn. Tham gia hoạt động này mong muốn thứ nhất là tuyên truyền đối với người dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường về cái vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác mà bảo vệ môi trường trong sạch vùng lành mạnh để mà trồng cây trên địa bàn tạo không khí cảnh quan trên của thành phố Đà Lạt. Đối với Học viện Lục quân thì phối hợp cùng với tỉnh đoàn ngày hôm nay tham gia các lực lượng để tổ chức cái chương trình hoạt động ngày chủ nhật xanh và khởi động tháng thanh niên năm 2019 thì Học viện Lục quân tham gia là 40 đoàn viên. Có cái nội dung là tổ chức trồng các cái cây mai anh đào và dọn vệ sinh khu vực suối Cam Ly. Thì đối với đoàn thanh niên học viện thì cũng có một cái quyết tâm, một khí thế rất là cao đối với hoạt động tháng thanh niên, đặc biệt là đối với các đoàn viên thanh niên trong học viện. Ngoài cái phối hợp tham gia với tỉnh đoàn thì đoàn thanh niên học viện cũng tổ chức rất là nhiều các hoạt động trong tháng thanh niên. Đây cũng là một cái nội dung mà để cho đoàn viên thanh niên vừa giáo dục về cái truyền thống, đồng thời là cũng tăng cường cái công tác phối hợp với lại các tổ chức đoàn trên địa bàn để tổ chức tốt các hoạt động. Với sức trẻ của tháng thanh niên cùng những hoạt động sôi nổi mang nhiều ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở đoàn, hội, đội, mong rằng sắc áo màu xanh thanh niên sẽ được ghi dấu trên mỗi công trình phần việc thanh niên giàu giá trị thực tiễn. Một số tin vắn trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Ngày hôm qua 2 tháng 3, công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức chương trình tri ân khách hàng và trao thưởng chương trình khuyến mãi Quà trọn yêu thương. Với sự tham dự của trên 400 khách hàng đại diện cho hàng ngàn khách hàng tham gia dịch vụ Prudential trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, đại diện Prudential đã giới thiệu đến khách hàng quá trình hoạt động của đơn vị trong suốt 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, đặc biệt thông tin các gói dịch vụ tối ưu nhất dành cho mỗi gia đình. Cũng tại lễ tri ân khách hàng, đại diện Prudential đã trao phần học bổng 500 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Bình ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Đây là khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi Quà trọn yêu thương được diễn ra tại ba địa phương, thành phố Hà Nội, Bạc Liêu và Lâm Đồng từ ngày 9 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đây là nhóm thanh thiếu niên cư ngụ tại địa bàn thành phố Đà Lạt, được lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Lạt mời lên để giáo dục, tuyên truyền, đồng thời bắt buộc ký cam kết không được tái phạm trong việc đua xe trái phép. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong quá trình tuần tra, mật phục, Công an Đà Lạt đã bắt giữ số thanh niên này tụ tập chạy xe, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, do lỗi vi phạm chưa đến mức độ nghiêm trọng, nên được công an nhắc nhở xử phạt hành chính. Theo Cảnh sát Giao thông Đà Lạt, do làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép trong thời gian qua giảm đáng kể. Tại các tuyến đường chính trung tâm và một số tuyến đường vùng ven của thành phố, được xem là nơi thường xảy ra tình trạng nẹp bô, đua xe của các nhóm thanh niên giờ đã không xảy ra. Phần tin trong nước có những thông tin nổi bật. Vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng 9,8%, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Trồng ớt ngọt Hàn Quốc giúp nông dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nâng cao thu nhập. Trong 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài FDI thực hiện tăng 9,8%, đạt mức tăng cao nhất của 2 tháng đầu năm trong vòng 3 năm trở lại đây, cả về giá trị và tốc độ đều tăng. Theo đó, vốn FDI cấp mới tăng gần 76% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vốn tăng hơn 22%, góp vốn, mua cổ phần tăng 4 lần so với cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 8,47 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong tháng 2 vừa qua, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 25,4% về số vốn đăng ký. Có trên 10.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mô hình trồng ớt theo chuỗi giá trị ngành nông nghiệp của người dân, thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, hợp tác sản xuất với tập đoàn CJ của Hàn Quốc đã góp phần làm thay đổi sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân huyện miền núi tỉnh Ninh Thuận. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, đến nay vườn ớt hơn 5 sào tương đương với 5.000 m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Bé ở thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn bắt đầu cho thu hoạch. Giống ớt Hàn Quốc cho trái to khoảng 30 quả 1 kg, năng suất bình quân đạt trên 2 tấn một sào ớt.
sản phẩm sau khi thu hoạch được hợp tác xã dịch vụ Tầm Ngân thu mua với giá 11.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, dự kiến vụ ớt năm nay gia đình bà Bé có lãi trên 70 triệu đồng. Cái hiệu quả của cái ớt của Ninh Thuận mình rất là đạt. Khí hậu này được cô làm ở đây là rất là đạt lắm. Cô làm ở đây là đã 4 năm rồi. Dự án trồng ớt là một trong những hoạt động chính của dự án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận do tập đoàn CG kết hợp cùng cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai từ năm 2014 với tổng kinh phí thực hiện trên 1,8 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn CG hỗ trợ nông dân tại thôn Tầm Ngân 2 bằng việc gửi các chuyên gia từ Hàn Quốc qua để hướng dẫn cách thức, kỹ thuật canh tác và gieo trồng giống ớt, cung cấp ớt giống và cải tạo lại hệ thống dẫn tưới. Nhờ đó, nông dân có thể thu hoạch được giống ớt theo đúng tiêu chuẩn và tập đoàn CG sẽ bao thu toàn bộ sản phẩm. Giống của hợp tác xã cấp cho người dân, thì người dân thu hoạch xong rồi là bắt đầu trả cho bà con. Thì với cách của hợp tác xã là bao tiêu sản phẩm, giá thì 11.000 một ký. Cho nên tới thời điểm này thì bà con làm cũng rất là đạt. Từ khởi đầu dự án, có 2 hộ tham gia trồng khảo nghiệm ớt trên diện tích 0,6 hectare. Đến nay diện tích được mở rộng lên 12 hectare với 34 hộ tham gia trồng ớt. Sản lượng ớt thu hoạch trung bình đạt 2 tấn một sào. Sau khi trừ chi phí, người trồng ớt lãi từ 12 triệu đến 15 triệu một sào. Nhờ trồng ớt, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, đảm bảo được sinh kế lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, giúp hội viên phụ nữ từng bước khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Từ các hoạt động tư vấn hỗ trợ ban đầu, nhiều chị em phụ nữ đã tự tạo việc làm, phát triển kinh tế một cách bền vững. Quán cà phê rau của chị Nguyễn Thị Thái Thanh ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột được nhiều người thực khách tìm đến để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tham quan, tìm hiểu cách trồng rau quả theo phương pháp thủy canh. Được sự tạo điều kiện của các ngành chức năng, nhất là việc hỗ trợ về chính sách của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Tháng 3 năm 2017, chị Thanh bắt đầu khởi nghiệp với mô hình cà phê rau nhằm phục vụ thực khách uống cà phê có nhu cầu tìm hiểu về nông nghiệp công nghệ cao. Nếu các hộ dân nào có nhu cầu, chị Thanh sẽ chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các hộ dân cách lắp đặt hệ thống trồng rau thủy canh. Đối với những hộ trồng với quy mô lớn, chị Thanh không chỉ hỗ trợ lắp đặt hệ thống mà còn bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Thì lúc đầu thì cái ý tưởng thành lập một cái quán cà phê trong đó trang trí bằng rau thì của mình và một cô bạn nữa. Thì hai chị em là có cái ý tưởng như vậy. Thì nhưng mà khi mà chọn cái mô hình rau để mà trang trí cho một cái quán cà phê ấy, thì làm sao cho nó vừa tiện mà vừa đẹp á, thì mình lên trên mạng mình tìm tòi ấy, thì thấy là cái mô hình thủy canh này nó thích hợp quá. Thế khi mà đưa nó về trang trí vào một cái quán như thế này ấy, thì mình nghĩ rằng là mình đã trồng được cái cây rau rồi thì tại sao mình lại không phát triển lớn, mình không thành lập một cái công ty để mình mang những cái mô hình này là đến cho mọi người. Về cái đổi mới sáng tạo thì chắc chắn là cũng hướng tới cho chị em là phải ứng dụng khoa học công nghệ vào đó. Và chúng tôi cũng chú trọng là lựa chọn các cái chị em đã từng khởi nghiệp và đã từng khởi sự kinh doanh, có thể là được hội đã hỗ trợ từ trước. Với những cách làm sáng tạo hiệu quả trong hỗ trợ khởi nghiệp, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước giúp chị em phụ nữ vượt qua được những rào cản, mạnh dạn phát huy, áp dụng những kiến thức có được để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm những mô hình nông nghiệp công nghệ cao của một số hộ nông dân trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng qua phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khá lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đạt được kết quả này, ngoài việc có chủ trương đúng đắn và quy hoạch đồng bộ, còn có sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Điều này mở ra triển vọng lớn trong việc cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp của địa phương. Ghi nhận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Qua nhiều năm thử nghiệm, loay hoay với nhiều loại cây trồng khác nhau nhưng không đạt hiệu quả cao, bà Huỳnh Thị Lệ Ảnh, thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng quyết định đầu tư nhà kính, canh tác theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.
Sau một năm thử nghiệm trồng ớt chuông thấy hiệu quả kinh tế không đáng là bao, bà Ảnh tiếp tục tìm hiểu thị trường và nghiên cứu thổ nhưỡng của vườn nhà, đồng thời luôn canh trồng hoa và cây màu trên diện tích 5 sào đất với hoa cát tường và bông cúc. Đến nay, diện tích nhà kính của bà Ảnh đã đi vào sản xuất hiệu quả và cho thu nhập ổn định. Mới đầu là trồng làm công nghệ cao để mà trồng ớt chuông, nhưng mà khi trồng ớt chuông được một năm á, thì không thể trồng được nữa, nó không có đạt chất lượng, cho nên là tôi chuyển sang trồng luân canh, trồng hoa hoặc là trồng màu. Thì ở đây có 5 sào nhà kính, thì tôi trồng 3 sào cát tường, 2 sào bông cúc. Hồi đó làm cà phê nó không đạt kết quả tốt, cho nên là mà thu nó cũng không được bao nhiêu, cho nên là đi coi người ta làm rồi về bắt chước làm. Thấy trồng làm nhà kính thì trồng nó một năm mình thu thì nó gấp 2, gấp 3 lần mình trồng cà phê. Cho nên là mình chọn cái công nghệ này mình làm. Đối với gia đình anh Nguyễn Thanh Sơn ở thôn Gần Reo, sau thời gian trồng rau nuôi tầm và trồng ớt, cà chua, nhưng hiệu quả kinh tế không đáng là bao. Từ các chương trình hỗ trợ của địa phương, anh Sơn đã mạnh dạn đầu tư cải tạo làm nhà kính và chuyển sang trồng hẳn cây hoa cúc các loại. Lúc đầu chỉ trồng một vài sào hoa cúc bán theo thời vụ, nhưng đến nay diện tích đã dần được mở rộng. Không để đất trống, anh Sơn đã trồng gối vụ để hoa cho thu hoạch liên tục từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Nói chung là về thu nhập thì thấy là nó ổn định hơn là sau mình làm với ngoài trời. Với lại mình làm được liên tục, không cái mùa nào mình cũng làm được. Về kinh tế thì nó được cao hơn là trồng rau nuôi tầm. Ngoài sự chủ động của người dân, chính quyền xã Liên Hiệp và huyện Đức Trọng tiến hành quy hoạch những địa bàn sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đồng thời phối hợp với ngành chức năng của huyện hỗ trợ người dân về vốn, cây giống, kỹ thuật trồng trọt, bảo quản, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, dự án làm nhà kính, nhà lưới, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tại xã Liên Hiệp được hỗ trợ từ nguồn vốn của tỉnh trên 200 triệu đồng cho 10 hộ. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Liên Hiệp đã phát huy hiệu quả, bình quân thu nhập từ 40 đến 60 triệu đồng một sào. Sau khi trừ chi phí, lãi bình quân từ 20 đến 30 triệu đồng một sào. Bây giờ thì các mô hình này mở ra làm thấy cái kinh tế người dân là phát triển lên nhiều hơn. Cái thu hoạch trên một sào, trên một đơn vị diện tích thì nó sẽ cao gấp mấy lần là trồng các loại khác ở ngoài công nghệ cao. Hiện nay thì khoảng trên 450 ha ứng dụng công nghệ cao, thì nó từng bước là bà con thấy được cái lợi ích lợi nhuận sau khi mà chuyển đổi mô hình thì nó đem lại cái kinh tế. Bên cạnh đó là cái việc phòng trừ cái dịch bệnh thì nó cũng tương đối là dễ, so với khi chúng ta trồng ngoài trời thì sự lây lan rồi sự phòng bệnh nó không kịp thời. Bên cạnh đó thì theo cái xu hướng hiện tại thì chúng ta sẽ từng bước liên kết, hình thành cái mô hình liên kết, cái chuỗi liên kết. Ví dụ cái đó là trên tổng thể này chúng ta sẽ liên kết với các đơn vị thu mua đầu mối, thì chúng ta phải có được cái diện tích của chúng ta, có sự liên kết của các hộ để thì cho mới có cái sự bền vững được. Thì định địa phương cũng trên cơ sở của các cái kế hoạch phát triển kinh tế thì sẽ từng bước là chúng ta sẽ hình thành những cái chuỗi liên kết sâu rộng hơn nữa để nâng cao cái hiệu quả và cái sản xuất bền vững của người dân. Với mục tiêu hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cũng như sản xuất rau an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là hướng tới nền sản xuất rau hoa bền vững. Ngoài xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng đã quy hoạch 3.300 hectare sản xuất rau an toàn tại thị trấn Liên Nghĩa và các xã Hiệp Thành, Phú Hội. Từ bước đi này, xã Liên Hiệp đang cùng chung tay với các địa phương trên địa bàn huyện Đức Trọng, phấn đấu đến năm 2020 có trên 4.000 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sản lượng đạt 500.000 tấn và 300 triệu cành hoa các loại, góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân nông nghiệp của huyện đạt 250 triệu đồng một hectare một năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.